cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phố phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, mị ngạn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng? Cả cảm xúc của bản thân mà cũng chối bỏ nữa hả? Huynh đừng có dối lòng nữa. Muội biết là trong lòng huynh có muội mà. Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biến hòa. Vậy đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hoa rơi hiu chạy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát cương thường biến hòa. Vài độ xuân thu vừa qua, trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Hỏi Phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Bây giờ ta chỉ muốn được xuất gia.